Chào anh em yêu mến cây mai vàng, đặc biệt là anh em thích chơi cúc mai thì hôm nay cái lô mai cúc mai của mình nó bắt đầu lên búp xanh như trên hình anh em đã thấy và bắt đầu nở hoa, cho nên là mình sẽ làm cái video này để quay lại một số mặt hoa để anh em nào thích thì có thể chọn cho mình một cây để về chơi. Rồi như đây nha anh em, đó là nụ hoa cúc anh em. Đây, đây nụ hoa cúc nha, anh em thấy không? 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10 cái nụ, một cái chùm hoa, 9, 10 cái nụ như vậy. Như cái cây này thì hoa nó cũng 3 lớp bông, nhỏ dài một cái. Bông thì hơi nhỏ tí, nhưng mà chưa chính xác. Nụ xanh này rất là đều, rất là đẹp. Đấy. Đây, quay cái tiếp theo nữa, mặt bông của nó to hơn. Bông này thì khoảng 3 ngón tay. Đấy, 3 ngón tay. 4 lớp bông. Búp lên nụ xanh rất đều, rất đẹp. Cây phong cây còn đều đẹp. Đây bông của nó đây anh em. Đó. Thấy tiếp cây trong này thì chưa có ra bông, mới có ra nụ thôi. Chưa thấy mặt bông. Cây nhỏ này thì chưa thấy mặt bông. Đây còn cây này thì quay mặt bông cho anh em xem. Khá là đẹp anh em. Cánh bông này. Đó. Đây, quay tiếp nữa cái mặt bông cho anh em xem. Đấy, nở ra bông đẹp cực kỳ luôn. 3 lớp. 3 4 lớp. Đấy, còn một số cây lớn ở trong đây thì đã chưa xì cái búp ra. Đấy, quay hết cho anh em luôn. Toàn bộ lô này là lô mai cúc nha anh em. Đây như cây này thì bông nó có cái xu hướng là bung lên. Toàn bộ cái mai cúc này đều là mình ương hạt rồi mình trồng, mình tiến rồi mình lựa cây ra. Đấy, lên búp xanh rất rất đều, rất đẹp này anh em. Thì cái lô mai cúc này thì tùy theo cây, tùy theo mặt bông, nó sẽ dao động từ 2 triệu đến 3 triệu rưỡi một cây nha anh em. Đấy. Nó sẽ dao động từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi một cây. Đó, mặt bông khá là đẹp anh em. Đây, cây form cây này. Tròn đều hết. Đây cái nụ nè, chùm nụ này anh em, nụ xanh rất là đẹp luôn. Chùm nụ luôn. Đó. Cái này cũng chưa ra một con. Cái này cũng xanh đều hết mà 3 lớp thôi. Đây. Con cây này cũng khá đẹp. Đây. Người cũng 3 lớp nhưng mà cái cánh nó có cái xu hướng nhăn. Phong cây đều. Đây bông này, một nhánh nó ra anh em. Ui, nhánh bông siêu xuất sắc luôn. Coi nhánh búp này. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đó. Quay cho anh em ngắm cái mặt bông ha. Rồi cây này thì bông quá đẹp luôn, cây này cây lùm. Mặt màu bông 4 lớp rồi. Giờ nó mới bung lên nè. Đấy. Còn, cây này cũng bông cũng khá đẹp anh em. Lên form cây nói chung là cũng vừa chuẩn cây ha. Cây này thì lên búp xanh đều hết luôn. Nãy búp xanh ra đều luôn. Mặt bông thì cũng được 3-4 lớp vậy, 4 lớp. Chói sáng. Em nhìn kỹ cái mặt bông ha. Chùm mà. Nó ra chùm ấy. Đó. Cây lên búp xanh đều nè. Mặt bông khá đẹp anh em. Đó. Mấy cái này thì mới nãy lên búp xanh nè. Chưa có lên bông hết. Con này chưa lên bông hết. Đây, vừa rồi thì nói chung là nguyên cái lô này được mấy chục cây á. Mấy cái cây nở bông rồi thì mình cho anh em xem mặt bông á. Đấy, bông đã không anh em. Cây này trồng toàn bộ là từ hạt lên hết nha. Chứ mình không có ghép.
nên anh em thích chơi cây nào, thích mặt bông nào thì báo với em nha. Lô này thì tiền nó sẽ dao động từ 2 triệu đến 3 triệu rưỡi tùy theo cây. Rồi xin cảm ơn anh em xem video nhé. Xin chào anh em.